Dạ em, ô tô Quốc Hùng Tân Phú Đồng Nai xin chào cô chú anh chị. Hôm nay em tiếp tục quay trở lại và giới thiệu đến cho anh chị mình dòng xe đến từ thương hiệu Toyota nội đồng khối đá anh chị ha. Dòng xe này nói chung là đời đầu của dòng xe Toyota nội đồng khối đá Innova luôn anh chị. Nó xe đời đầu luôn 2006 nha anh chị nha. Bên cửa hàng xin quay và giới thiệu đến cho anh chị mình cùng anh chị mình xem và tham khảo. Nếu mà anh chị nào mình đang cần tìm những cái dòng xe này để mua về đi gia đình thì anh chị có thể xem và tham khảo đối với chiếc xe Toyota Innova 2006 đời đầu này anh chị nha. Nói chung những cái dòng xe Innova 2006 đời đầu này nếu mà đi chuẩn gia đình không kinh doanh dịch vụ, xe đi rất là bền bỉ và rất là chắc nha anh chị ha. Thì đối với chiếc xe này bên cửa hàng bao anh chị cọc luôn, bao anh chị là xe không va chạm cứng đụng là một ha anh chị, và không máy số nguyên zin là hai, và cầm bể đẹp, và nói chung là xe không lỗi nha, không ngập nước nha anh chị, cam kết anh chị bằng văn bản tại cửa hàng ô tô Quốc Hùng Tân Phú Đồng Nai anh chị ha. Và một cái nội thất còn rất là đẹp luôn anh chị, còn rất là đẹp luôn, màn hình Android cam hành trình cũng đã lên đầy đủ hết cho anh chị rồi. Chung là xe anh chị lấy về chỉ sẵn dùng thôi anh chị ạ. Không cần phải làm thêm một thứ gì đâu anh chị. Đây anh chị, bình thường của nó là rất là thằng băng và rất là keng luôn anh chị, rất là đẹp luôn anh chị ha. Trời, em trai cũng xin quay sơ lược cái dáng xe cho anh chị mình xem, để anh chị mình xem khảo. Và em cũng xin giới thiệu cho anh chị, cửa hàng của em trai nằm tại ngay trung tâm huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai, 127 thị trấn Tân Phú tỉnh Đồng Nai, cửa hàng ô tô Quốc Hùng nha anh chị nhé. Mua bán cấp đổi bù trừ các loại ô tô con đã qua sử dụng. Anh chị có nhu cầu muốn lên đời xe, hay là muốn đổi xe, hay là muốn mua xe, hay là bán xe, anh chị cứ liên hệ trực tiếp với em trai để được trao đổi với em qua số điện thoại 0978548858 để được trao đổi với em anh chị ha. Rồi, anh chị có bạn bè hay là người thân đang cần mua xe hay là đang cần bán xe, cứ giới thiệu cho em trai. Việc mua bán xe thành công, em sẽ gửi tiền hoa hồng cho anh chị từ 3 đến 5 triệu anh chị nha. Và đồng thời anh chị lần đầu tiên xem kênh em thì cho em xin một nút đăng ký kênh để ủng hộ cho em trai, và cũng như là mình có thể cập nhật được những video sớm nhất bên cửa hàng về cùng em trai xem và tham khảo những chiếc xe bên cửa hàng. Anh chị nhớ đăng ký kênh và ấn nút chuông vô nha anh chị nhé. Có nhiều anh chị thì mình xem một lần thôi, mình xem một lần mình không có đăng ký á, xem xong là một lát là anh chị muốn kiếm lại là không thể kiếm được được anh chị ạ. Nếu mà anh chị đăng ký kênh đó anh chị sẽ kiếm được lại nha. Giống như nhiều khách hàng cũng vậy, xem xong là không kiếm được lại rồi, gọi cho em kêu em gửi video qua Zalo thôi. Đâm ra nếu mà anh chị không đăng ký là những video sau, những chiếc xe đẹp về sau anh chị sẽ không cập nhật được anh chị ha. Nên anh chị cứ đăng ký kênh ủng hộ cho em trai và cũng được cập nhật và thông báo những chiếc xe bên cửa hàng về. Anh chị ấn nút đăng chuông á, anh chị có cái chuông á, anh chị ấn nút chuông vô để nhận thông báo tất cả những dòng xe bên cửa hàng về, anh chị sẽ cập nhật được nhanh nha anh chị nha. Đó. Rồi, ôm một cái nội thất còn rất đẹp. Bây giờ mình sẽ quay trở lại đối với chiếc xe Toyota Innova cửa xịn 2006 này nha. Chiếc xe còn đẹp lắm anh chị. Đây, vô lăng đồ nè ha. Còn rất là dày và đẹp nè anh chị. Cũ số nguyên zin của nó nè ha. Còn rất là đẹp luôn anh chị ha. Đó, nói chung là anh chị nào mình thích xe cộp, xe đẹp thì anh chị cứ xem mà nếu mà muốn mua xe, xác định là muốn mua xe thì anh chị nhích một chút xíu thời gian lên tại 127 quốc lộ 20 thị trấn Tân Phú tỉnh Đồng Nai, cửa hàng ô tô Quốc Hùng để xem xe nha anh chị nha. Mình xem xe, mình chạy thử đi rồi mình có thể cảm nhận được cái chiếc xe anh chị ạ. Còn cái giá thành thì cũng rất là hợp lý cho đối với chiếc xe Toyota GS 206 này anh chị, không làm mất thời gian của anh chị nữa ha, chỉ hơn 100 triệu thôi đối với xe này. Không làm mất thời gian của anh chị, em trai cũng sẽ báo giá cho anh chị luôn. Đăng ký đến tháng 6 2025 còn chứ là dài anh chị ha. Và chủ xe cũng đã lên đồ chơi đầy đủ hết rồi, gương ngập điện tự động luôn anh chị ha. Chủ xe lên đồ chơi đầy đủ hết rồi, màn hình Android cam hành trình đầy đủ hết cho anh chị. Thì đối với xe này em trai cũng xin báo một cái giá cho anh chị để anh chị có thể nắm bắt được, để mình cảm thấy cái túi tiền mình có hợp với nó hay không và có lựa chọn được nó hay không. Đối với xe này thì em trai hiện tại đang chào bán với cô chú anh chị mình chỉ có 189 triệu thôi anh chị nha. 189 triệu thôi là chuẩn chị gia đình không kinh doanh dịch vụ nha anh chị, xe zin đẹp nha anh chị nha. Bao anh chị rút hồ sơ, nói chung là xe giá bán là rất là hợp lý cho anh chị. Anh chị có nhu cầu muốn mua sử dụng thì anh chị cứ liên hệ trực tiếp với em trai để trao đổi với em trai anh chị ha. Rồi, cũng như thường lệ bây giờ thì mình sẽ tiến hành tới lại gần
và xem những chi tiết mặt nạ găng và chiếc xe ha anh chị. Đây, xe thì được chủ xe đã dán phim cách nhiệt 3M rồi anh chị ha. Đây, máy lạnh nhất là lạnh nha anh chị. Máy lạnh nhất là lạnh ha. Này em mở mấy cái thôi là lạnh ướt kiến luôn anh chị. Đây anh chị, kết hợp xi nhan trên gương này ha, và gương gặp tự động luôn. Một xíu em sẽ vô mở cho anh chị xem. Và chủ xe cũng đã lên đồ chơi đầy đủ hết anh chị ạ. Đây, che mưa nè, có đầy đủ hết. Và kiến cách nhiệt nè ha, đầy đủ hết. Loại kiến cách nhiệt này là người ta dán loại xịn anh chị. Đâm cha là nhìn rất là sáng nha anh chị nha. Anh chị để ý ha, mình dán những cái loại mà vợ có triệu mấy 2 triệu á, nó sẽ tối nha anh chị, nó sẽ tối, anh chị nhìn nó sẽ tối ha. Còn cái loại này thì nó rất là mắc tiền. Đâm ra nó sáng và nhìn rất là đẹp ha. Rồi kiến epoxy nè, chân kiến nè anh chị, có luôn ha. Và chén cửa nè, tay nắm nè, đầy đủ hết anh chị. Trong xe là lên đồ chơi đầy đủ hết rồi. Mình lấy về mình chỉ đi thôi. Và bên cửa hàng luôn luôn có cam kết bằng văn bản tại cửa hàng ô tô Quốc Hùng và bảo hành cho anh chị 3 tháng đầu sử dụng máy móc, máy số nha anh chị ha. Và được thêm một cái nữa là bên cửa hàng sẽ bao anh chị quay đầu nè, và bao anh chị rút hồ sơ và cam kết giấy tờ pháp lý rõ ràng, và cam kết không dịch vụ taxi nha, là một ha, là cam kết là không có bị va chạm cứng đụng là hai, không ngập nước nha. Nói chung là có cam kết đầy đủ hết trong văn bản, cửa hàng bán ra sẽ cam kết đầy đủ hết cho anh chị, nên anh chị cứ yên tâm về phần chất lượng nha anh chị ha. Đây anh chị, mặt nạ da lăng của nó là còn rất là đẹp anh chị ạ, rất là đẹp ha. Bóng đèn pha của nó nè, bóng đèn zin của nó là còn rất là sáng luôn anh chị ha. Nói chung là những cái dòng xe đời này thì mình phải xem chính xe cộp, xe zin về mới bán được, chứ như đại đời 2006 mà. Mình phải chơi xe cộp, xe zin để cho anh chị mình ít tiền á. Mình trăm mấy 200 thì mình mua những cái dòng xe này đi gia đình thì rất là chắc cú và an toàn. Đây túi khí ABS 2 dàn lạnh đầy đủ hết cho anh chị ha. Đây anh chị, đèn cạn đầy đủ hết, cạn đồ cũng vậy ha. 60K23207 anh chị nha. Đây anh chị, vỏ lớp thì bốn cái vỏ lớp thì còn rất là cao anh chị ạ, còn rất là cao nha. Đây mâm giò nè ha, còn rất là đẹp. Gầm nè, gầm bệ đồ nè, đẹp kem hết đó, nó hơi dơ nha anh chị. Gầm bệ đẹp kem hết. Những cái quạt kiến nè anh chị, còn rất là đẹp luôn anh chị ha. Mấy đồ nhựa ở đây cũng vậy, còn rất là đẹp ha. Đây anh chị lần đầu tiên xem kênh, em nhớ đăng ký kênh và ấn nút chuông vô nha anh chị nha. Ấn nút chuông vô đi để nhận thông báo nha. Rồi ok anh chị, đây cầm về cái nó nè, đẹp keng hết rồi, đẹp keng hết rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mâm nè anh chị, mâm zin luôn nha, chưa sơn nha anh chị nha, mâm zin luôn á. Nó hơi xước xước thôi nhưng mà nó zin đó là anh chị xài nó bền lắm anh chị. Còn những cái mâm mà sơn lại thì nó không được bền đâu, thời gian qua nó cũng cụ lại rồi. Bây giờ anh chị cùng em xem những cánh cửa nè. Đây anh chị, cánh cửa nè ha, nguyên zin hết nha, cửa nguyên zin hết, cấp bi đồ nè ha, đẹp keng hết. Lóc khóa tự động nha, lóc khóa tự động, có cảm biến da, cảm biến lùi đầy đủ hết cho anh chị nha. Một bộ ghế da màu đỏ đô phối với màu đen, nhìn rất là đẹp ở xe anh chị, rất đẹp ở xe ha. Rồi ok, cánh cửa bên này cũng vậy nè, zin hết đầy đủ hết nha. Tem zin còn luôn anh chị, còn luôn, cấp bi đồ đẹp keng. Cấp bi đồ đẹp keng hết ha. Nỉ nè, cấp bi còn lóc nỉ còn đầy đủ hết ha. Dòng xe bản độ 206 thì là có ấp gỗ là màu này anh chị nha. Màu nói chung là màu đỏ, nó đẹp lắm. Nội thất rất là rộng rãi anh chị, nội thất rất là rộng rãi, thoải mái nha. Rồi ok, mâm nè ha, cũng zin luôn anh chị nha, zin hết ha. Cầm về đồ đẹp keng hết anh chị. Nó hơi dơ, nói chung là chạy ngoài đường nó hơi dơ anh chị ha. Dơ. Đây, bóng đèn nè, bóng đèn sau zin luôn nha anh chị, nguyên zin của nó luôn ha. Rồi, anh trai sẽ quay cho anh chị xem cái cúp sau luôn. Đây, cúp sau nè anh chị. Sùng chị nè ha, nguyên zin hết ha. Nguyên zin hết ha. Đây. Nói chung là mấy xe này, xe zin là nhìn ở đâu nó cũng đẹp hết anh chị. Nắp đồ ở đâu cũng đẹp hết. Bon tán nè ha. Đẹp keng hết anh chị ha. Đây, sùng chị đồ cũng vậy ha. 189 triệu nha anh chị nha. 189 triệu thôi, rất là hợp lý cho anh chị luôn. Anh chị cần mua cứ liên hệ trực tiếp với em trai để lên xem xe nha anh chị. Đây anh chị, sùng chị đồ nè ha. Keng đầy đủ hết cho anh chị ha. Đầy đủ hết chưa?
Rồi, ok, mình xem cánh cửa bên này luôn anh chị ha. Cánh cửa bên này cũng vậy ha. Đó, tem zin nè, còn đầy đủ hết, ốc tán đồ còn nguyên hết anh chị à. Ở đây. Đó. Copy đồ cũng vậy ha. Đó, đẹp keng hết trời. Đó, 8 chỗ rộng rãi thoải mái anh chị. Trông vậy thoải mái nha. Đó, anh chị mua về để đi Tết, dịp Tết này thì khá là ok. Đó, che nắng che mưa. Rồi về quê thăm nội ngoại ha. Đây, giỏ còn như lực cao. Đấy, đẹp ha. Đó, gầm về đồ đẹp keng hết anh chị. Đó, nói chung là sáng sớm trời mưa đi nó hơi dơ cái gầm này. Rồi ok. À, anh chị. Đó, cánh cửa bên này cũng vậy nha. Sùng bà, sùng chỉ đồ nè. Nguyên zin nguyên bản hết anh chị. Đây. Đó, copy đồ nè. Đó, còn đầy đủ hết. Đó, chủ xe người ta có dán đèn chớp chớp nữa nè ha. Tối anh chị đi xe mở xe lên nó dán nội thất đèn chớp chớp đẹp lắm. Thậm chí ở ngoài cũng vậy nha. Đó, ngoài cũng có đèn chớp chớp luôn. Nói chung là chủ xe rất là chăm chút với xe và lên đồ chơi đầy đủ hết rồi. Đây anh chị, cái dáng xe nhìn nè ha. Đó, mình thùng của nó là thẳng băng và liền đó anh chị. Thẳng băng liền đẹp lắm. Đó, xe quá trời đẹp luôn. Đó. Rồi, anh chị đang cần tìm mua những cái dòng xe này thì liên hệ em liền nhé. Lên xem xe, mình chạy thử đi. Anh chị sẽ cảm nhận được ở chiếc xe nó zin, nó đi nó sướng cỡ nào ha. Đi nó đã lắm. Đây anh chị, cái nội thất đồ nè ha. Đẹp keng hết anh chị ạ. À. Đẹp ha. Cái này là chỉnh đèn nha. Dòng xe bạn đủ thì nó có chỉnh đèn anh chị. Rồi, ô đô được 209.000 cây anh chị nha. Đó, nói chung là máy xe này thì em chay lấy về là sẵn bán thôi, không có dụ mà tu hay là này co kia đâu. Rồi ok. Cụ số nó anh chị thấy không, rất là dày và rất là đẹp ha. Cụ số zin của nó nha, cụ số zin của nó đó. Đó, rồi màn hình Android, cam hành trình đầy đủ hết anh chị, đầy đủ hết nha. Ở đây dòng xe bạn đủ thì luôn luôn tượng trưng có cái hộp để đựng kiến các anh chị. Đó, rồi hộp mở máy lạnh sau qua đây nè anh chị ha. Đó, hộp gió thì sau nè, ở trên cũng có luôn. Nói chung là hộp gió nhiều lắm. Rồi em sẽ test thử cho anh chị xem những chi tiết nhé. Đây anh chị, lóc khóa tự động nè, có đầy đủ nè, là một ha. Và gập gương nè, gập gương tự động thì mình chỉnh ở đây. Xe Innova là không có nha, nhưng mà cái này là chủ xe người ta lên ha, lên ha. Cũng mấy triệu bạc á, lên nè cho anh chị rất là tiện nha. Lợi được cái gập gương tự động mà ha. Rồi hai là chỉnh điện nè ha, chỉnh gương nè. À, có luôn. À, chỉnh gương nè, đi ra ha, đưa vô. À, đầy đủ hết anh chị ạ. À. Chung xe điện đớm đồ đầy đủ hết á, chị lấy về chị sẵn dùng thôi. Không cần phải suy nghĩ lo ngại ha. Quạt mưa nè, bơm nước nè, rất là êm đềm anh chị ạ. À. Nói chung là xe đẹp là nó đẹp từ cái gì nó cũng đẹp hết á, chỉ có quạt mưa thôi nó cũng đẹp nữa anh chị ạ. À. Nó đẹp là nó đẹp hết. Đó, đầy đủ hết á anh chị. Dạ em chào anh. Anh cứ coi chơi nha, em đang quay phim cái. Dạ. Đây, cái này nè, có chỉnh. Dạ, cái này 206 anh. Dạ. Đây, tem đồ đầy đủ hết anh chị. Tem đồ đầy đủ, ốc tán nè ha. Đó, zin hết. Đó. Đây. Em thì hay quay phim ở đây lắm. Đó, ngay chỗ này nè. Cái chỗ ở đây. Mấy ông anh, mấy chị ở đây ai cũng biết em hết đó. Ông chú thì làm ở đây, nói chung là gần gần thấy thì thích, thấy ghế coi mấy xe tham khảo lắm. Rồi ok, bây giờ em trai sẽ mở cái capo lên, cùng anh chị mình xem cái máy nha, xem cái máy cho đã ha. Rồi đây anh chị, mình đây là ha, cảm biến, nói chung là xe là cảm biến dê có luôn nha anh chị, cảm biến dê đầy đủ hết á, cam lùi có đầy đủ hết. Máy nổ rất là êm nha. Nói chung là xe này là máy số là nguyên zin anh chị ha. Máy số là nguyên zin nha. Đó, cabo nè anh chị. Cabo nè, nguyên bản hết anh chị. Đó, nguyên bản hết, đầy đủ hết nha. Nguyên bản hết anh chị ạ. À. Toyota nè ha. Ở sừng chị là nguyên bản hết. Nguyên bản cho anh chị hết ha. Đó, cục thắng ABS nó nằm đây ha. Đó, nói chung bạn đủ là luôn luôn tượng trưng có cục thắng ABS nằm đây. Đó, cái này là xẹt cô thắng của nó nè anh chị. Đó, này bơm xăng, hộp điện ha, bình mới luôn nha anh chị, bình mới luôn. Đây máy nổ nè, cực kỳ là êm anh chị ha, cực kỳ là êm nha. Máy nổ cực kỳ là êm, chạy bóc lắm, xe này chạy bóc lắm, cầm nó êm, chạy sướng lắm anh chị, chạy sướng lắm. Anh chị có nhu cầu muốn mua thì anh chị cứ lên xem xe và mình chạy thử nha, chạy thử cảm nhận đi ha.
Đó, nói chung là nói thì ai cũng nói được hết đó, mình chạy thử đi, chắc chắn là máy này chạy rất là êm, không có tiếng rung hay tiếng gì hết đó anh chị, rất là êm nha. Đó, những cái đồ dừa ở trên này cũng vậy, còn rất là đẹp ha, còn rất là đẹp. Đó. Rồi, ok, vậy thôi, nói chung là xe quay vậy thôi. Anh chị mình có nhu cầu muốn mua sử dụng hay là muốn xem tham khảo thì cứ ghé tại 127 quốc lộ 20 thị trấn Tân Phú tỉnh Đồng Nai, cửa hàng ô tô Quốc Hùng để xem và tham khảo anh chị nha. Nói chung thì mình có nhu cầu muốn bán xe thì anh chị cứ liên hệ trực tiếp với em trai, để em trai sẽ tới ngay nhà xem xe và mua nhanh gọn luôn anh chị. Đang hiện tại bên cửa hàng em trai bán xe cũng rất là chạy, đang cần nhập số lượng xe về để phục vụ trong cái dịp Tết này nè anh chị. Anh chị có muốn bán xe cứ liên hệ với em, gửi hình và gửi đăng kiểm với cái giá qua số Zalo cho em ha. Hai bên thương lượng ok, em sẽ chạy tới ngay nhà anh chị và xem mua nhanh gọn lẹ luôn anh chị nha. Còn không thì anh chị có bạn bè hay là người thân đang cần mua xe hay là bán xe, cứ giới thiệu qua cho em. Việc mua bán xe thành công, em sẽ gửi tiền hoa hồng cho anh chị từ 3 đến 5 triệu anh chị nha. Vô tình mình xem tăng thêm kiến thức cho mình và mình sẽ kiếm được thêm vài đồng nữa ha. Một tháng mình mà kiếm được 2-3 xe thôi, mua hay bán cũng được nữa, mình cũng kiếm được 10 triệu, 15 triệu. Đó, mình bỏ ống theo cũng rất là ok nha anh chị. Nên chia sẻ lên Facebook, Zalo thật là nhiều, cùng em trai bán xe và cùng em trai mua xe. Ok nha anh chị. Giờ bây giờ em trai cũng xin phép khép lại chương trình này, và cũng chúc cho anh chị mình một buổi sáng ngày đầu làm việc thật là thuận lợi và thật là nhiều sức khỏe, nhất nhất là luôn luôn hạnh phúc bên gia đình. Em xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị nha. Và anh chị trước khi rời kênh khác nhớ ấn cái nút đăng ký kênh và bấm lên cái nút chuông nhận thông báo tất cả của thằng ô tô Quốc Hùng. Và anh chị sẽ cập nhật được nhanh nha, cập nhật được nhanh. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị nha, bye bye nha.